Giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 9 tại thị trường nội địa điều chỉnh trái chiều với mặt hàng gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu giảm 10 đô la Mỹ một tấn giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động so với hôm qua. Cụ thể, tại kho An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa OM 5451 có mức giá 7.800, 8.100 đồng một kg, lúa đài thơm 8 ổn định ở mức 8.000, 8.200 đồng 1 kg, lúa OM18 được giao động quanh mốc 8.000, 8.200 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 8.000, 8.400 đồng 1 kg, lúa IR50.404 ổn định ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa nhật 7.800. 8.000 đồng 1 kg. Với lúa nếp, nếp an giang tươi ở mức 6.300, 6.500 đồng 1 kg nếp Long An tươi dao động quanh mốc 7.300-7.450 đồng 1 kg. Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, giá lúa thu đông ổn định so với cuối tháng 8. Chất lượng lúa cải thiện hơn so với hồi đầu tháng 9. Thị trường lúa hè thu cạn nguồn. Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng nhẹ với gạo nguyên liệu. Trong khi đó, giá gạo thành phẩm lại giảm so với hôm qua. Cụ thể,

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ít. Tại Đồng Tháp, tiền gian lượng gạo về ít, các kho mua ổn định. Giá gạo có xu hướng nhích nhẹ với gạo chất lượng đẹp, gạo chất lượng trung bình giá không đổi. Riêng tại Đồng Tháp, giá gạo nguyên liệu đài thơm 8 tăng trong khi giá gạo thành phẩm giảm. Giá lúa đài thơm 8 tiếp tục xu hướng giảm. Tại các chợ lẻ khu vực tỉnh An Giang, giá gạo ổn định, không biến động. Trong đó, nếp ruột giá 20.000 đồng 1 kg, gạo thường ở mức 12.500, 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen giá 23.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài dao động từ 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm jasmine ở mức 16.000, 18.500 đồng 1 kg, hương lại 19.500 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.500 đồng 1 kg, nàng hoa 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường giá 16.500. 17.000 đồng 1 kg, gạo Sóc Thái 18.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng kg. Trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, giá gạo xuất khẩu ngày 6 tháng 9 quay đầu giảm 10 đô la Mỹ một tấn. Theo đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ở mức 633 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 618 đô la Mỹ một tấn cùng đà giảm với gạo Việt Nam, cái gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm 5 đô la Mỹ một tấn xuống còn 628 đô la Mỹ một tấn.